Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi tối ngày hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người. Hôm nay, Tâm Tâm cũng chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn các tin tức có liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cũng như là các tin tức khác có liên quan. Bây giờ, Tâm xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi video với Tâm Tâm nha. Và cô chú anh chị khi xem video thì để ủng hộ cho kênh hãy nhớ bấm like. Và ai chưa đăng ký kênh để nhận thông tin mới thì hãy nhớ bấm đăng ký và nhấn vào chuông báo để nhận thông báo mới nhất khi Tâm có video mới nha. Đầu tiên là báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tính đến 17 giờ ngày 15 tháng 9. Hôm nay số ca F0 mới ghi nhận trên địa bàn là 54 ca tính đến 17 giờ. Và trong đó thì số phát hiện trong khu cách ly là 18 ca, số phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà là 5 ca, số phát hiện trong cộng đồng gồm trong khu vực phong tỏa là 11 ca, qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế là 1 ca và qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng là 19 ca. Như vậy thì kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay thì số ca nhiễm trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổng cộng là 5.008 ca. Và hôm nay thì cũng truy vết là 96 F1 có liên quan và 76 F2 có liên quan. Số trường hợp điều trị khỏi trong ngày là 58, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên là 4.105 và hôm nay thì không có ca tử vong. Về công tác xét nghiệm thì trong ngày thành phố đã thực hiện xét nghiệm test nhanh cho 19.773 người và lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 29.204 người. Và công tác điều trị thì tổng số bệnh nhân đang điều trị là 805 người, trong đó tầng 1 là 569, tầng 2 196 và tầng 3 là 40. Trong số 54 ca nhiễm mới của ngày hôm nay thì trên địa bàn quận Bình Thủy là 3 ca, Ninh Kiều 16 ca, Cái Răng 12, Thốt Nốt 19, Ô Môn là 1 ca, Phong Điền 2 ca. Và như vậy thì trong 14 ngày qua thì toàn thành phố ghi nhận thêm 836 ca nhiễm mới, còn trong 7 ngày qua là 346 ca. Và kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay là 5.008 ca. Về số ca mắc trên từng địa bàn quận huyện thì quận Bình Thủy là 1.504, quận Ninh Kiều 1.365, Cái Răng 634, Thốt Nốt 421, Ô Môn 420, Thới Lai 375, Phong Điền 136, Vĩnh Thạnh 59 và Cờ Đỏ là 48 ca. Về xếp loại vùng nguy cơ thì vùng nguy cơ rất cao gồm có Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Thốt Nốt. Còn vùng nguy cơ cao gồm có Ô Môn và Cờ Đỏ. Còn vùng bình thường mới gồm 3 huyện, Thới Lai, Phong Điền và Vĩnh Thạnh. Về các ca nhiễm trong ngày hôm nay thì trên địa bàn quận Ninh Kiều gồm có các ca tầm soát cộng đồng là 7 ca, tầm soát tại cơ sở y tế 1 ca, trong khu phong tỏa 6 ca, trong khu cách ly là 2 ca. Cụ thể là trên địa bàn các phường Hưng Lợi, tầm soát cộng đồng 5 ca, trong khu phong tỏa 3 ca, Cái Khế, trong khu phong tỏa 3 ca, trong khu cách ly 1 ca, An Hòa, 1 ca tầm soát cộng đồng, Thới Bình, 1 ca tầm soát tại cơ sở y tế, Xuân Khánh là 1 ca trong khu cách ly và An Khánh là 1 ca tầm soát cộng đồng. Quận Bình Thủy hôm nay thì cũng ghi nhận ca nhiễm, đó là các ca trong khu phong tỏa 2 ca và trong khu cách ly là 1 ca, gồm là trên địa bàn phường Trà An 1 ca trong khu cách ly, An Thới và Long Tuyền mỗi nơi 1 ca trong khu phong tỏa. Và địa bàn quận Ô Môn ở phường Châu Văn Liêm cũng ghi nhận 1 ca nhiễm tầm soát tại cộng đồng. Các phường Lê Bình, Phú Thứ, Hưng Phú của quận Cái Răng hôm nay cũng có ca nhiễm. Thì cụ thể là quận Cái Răng hôm nay có 11 ca tầm soát cộng đồng và 1 ca cách ly tại nhà. Cụ thể là trên địa bàn phường Lê Bình, 5 ca tầm soát cộng đồng, Phú Thứ 1 ca cách ly tại nhà và 4 ca tầm soát cộng đồng, Hưng Phú 2 ca tầm soát cộng đồng. Quận Thốt Nốt hôm nay ghi nhận lên đến 19 ca, gồm 1 ca trong khu phong tỏa, 14 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà là 4 ca. Là trên địa bàn phường Thốt Nốt là 1 ca trong khu phong tỏa, trong khu cách ly 7 ca, Thuận An 6 ca trong khu cách ly, Tân Hưng 4 ca cách ly tại nhà và Trung Nhất là 1 ca trong khu cách ly. Cuối cùng là địa bàn huyện Phong Điền hôm nay thì cũng có ghi nhận ca nhiễm là 2 ca, gồm 1 ca trong khu phong tỏa và 1 ca trong khu cách ly. Cụ thể là trên địa bàn thị trấn Phong Điền là 1 ca trong khu cách ly và Nhân Nghĩa là 1 ca trong khu phong tỏa.
Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021. Tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển qua các tin tức khác có liên quan trong ngày hôm nay. Cần Thơ giao công an nắm tình hình, điều tra nếu có tiêu cực trong các vụ tiêm vaccine sai đối tượng. Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký văn bản giao cho công an thành phố đến cơ sở nắm tình hình triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, điều tra, xử lý nghiêm nếu có tiêu cực. Ngày 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản chấn chỉnh các công tác tiêm phòng vaccine COVID-19. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tại địa phương xuất hiện một số trường hợp tiêm vaccine không đúng đối tượng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác triển khai chiến dịch tiêm chủng. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, mục đích và yêu cầu theo kế hoạch của thành phố. Sở Y tế các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp có biểu hiện tiêu cực, sai phạm trong công tác tiêm vaccine. Giao công an thành phố Cần Thơ chỉ đạo lực lượng từ thành phố đến cơ sở quan tâm, nắm tình hình triển khai tiêm vaccine ở địa phương, kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực. Sáng cùng ngày, Sở Y tế thành phố Cần Thơ họp trực tuyến với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, đồng thời triển khai quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận. Ông Hải bị đình chỉ 15 ngày công tác liên quan đến việc tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi ở quận Thốt Nốt. Theo Sở Y tế, địa phương này đã có báo cáo tường trình và thanh tra Sở Y tế đã xuống làm việc, nội dung cơ bản xác định có sai phạm. Vì vậy, Sở Y tế đã đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt. Cũng theo Sở Y tế, về số lượng người dưới 18 tuổi đã tiêm vaccine, thanh tra Sở Y tế sẽ làm rõ bởi tiêm cho một người cũng sai và 100 người cũng sai. Ngành Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xử lý đúng theo quy định chứ không có dấu hiệu bao che. Quá trình thanh tra kiểm tra có phát hiện tiêu cực sẽ chuyển cho cơ quan có điều tra để xử lý. Hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xây dựng tiểu ban chỉ đạo công tác tiêm chủng toàn thành phố. Sở Y tế là bộ phận tham mưu đã ủy quyền cho 9 quận huyện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố. Cụ thể, Cần Thơ có 10 điểm tiếp nhận vaccine từ Bộ Y tế, sau đó phân bổ cho các đơn vị triển khai tiêm theo danh sách trên cổng thông tin. Tin về dịch COVID-19 trên cả nước. Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 10.585 ca COVID-19 mới, với 10.583 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh. Thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.011 ca, Tiền Giang giảm 9 ca, Bình Dương tăng 1.050 ca. Số bệnh nhân được công bố trong ngày khỏi bệnh là 14.189 ca. Cụ thể, các ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 5.301 ca, Bình Dương 3.228 ca, Đồng Nai 808, Long An 424, Kiên Giang 183 và trong số hơn 10.000 ca thì có 5.823 ca nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã giảm 87 ca. Trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong 7 ngày qua là 11.621 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 645.640 ca nhiễm, đứng thứ 47 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 641.244 ca, trong đó 409.876 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 trên 62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình. Về công tác điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày được công bố là 14.189 người, tổng số ca được điều trị khỏi là 412.650. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.008 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.855, thở oxy dòng cao HFNC 1.113, thở máy không xâm lấn 127, thở máy xâm lấn 877, ECMO là 36. Tử vong, trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận là 250 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh là 189 ca, Bình Dương 42, Đồng Nai 4, Long An 4, Đồng Tháp 3, Tây Ninh 2, Phú Yên, Trà Vinh, Gia Lai, An Giang 1, Khánh Hòa 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1. Trung bình, số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 261 ca,
tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%. Trên đây là những thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay và hy vọng là hữu ích với mọi người. Bây giờ Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!